We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring and bring it out here. The tidings we bring to you and your king. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your king. Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của mình. Hiện tại thì Âu đang có mặt tại đường Đồng Khởi, gần chợ 26, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa. Hôm nay Âu xin mời quý cô chú anh chị và các bạn theo mình gạo bước và khám phá siêu thị Big C trước ngày Noel như thế nào nha. Xem coi là siêu thị Big C năm nay trước mùa Noel có bán những gì và như thế nào, có nhộn nhịp, rộn ràng hay không. Thì siêu thị Big C á mọi người là nằm ngay cái ngã tư Tân Phong thì nối liền giữa cái đường Đồng Khởi và đường cắt ngang giữa đường Nguyễn Ái Quốc và đường Đồng Khởi, thì nó cũng dễ tìm thôi quý cô chú anh chị bạn. Siêu thị Big C là cái siêu thị cũng rất là lớn này, nó nằm ngay vị trí đắc địa và nó cũng là gần ngay cái trung tâm thành phố Biên Hòa. Thì hôm nay là hôm thứ năm, vào lúc này là khoảng 7:35, mình cũng quay một cái clip này để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn là xem coi là gần tới Noel thì siêu thị Big C năm nay nó bán những cái mặt hàng trang trí và giá cả trước ngày Noel nó có khác gì so với những cái ngày thường hay không, coi cái sức mua sắm của người dân vào những ngày mà giữa tuần á, vào đêm như thế này á, nó có đông hay không. Mình cũng hay đi siêu thị Big C này lắm mọi người, tại vì thứ nhất nó cũng gần nhà, thứ hai thì giá cả nó cũng phải chăng, vào thì siêu thị thì nó cũng mát mẻ, có chỗ ăn uống rồi vui chơi rồi mua sắm đó. Cái hướng này chúng ta nếu mà đi thẳng một đoạn nữa là tới siêu thị Big C. Đường Đồng Khởi mọi người vào ban đêm này nó cũng mang cái một nét đặc riêng. Có nhiều cô chú anh chị hỏi là tại sao mà em với con lại không có đi ban ngày để cho quay những hình ảnh cho nó sáng, nó rõ, nó đẹp hơn. Thì do là thứ nhất là cái công việc của mình á, hàng ngày thì phải buôn bán này, rồi nó cũng nhiều thứ công việc nên mình chỉ rảnh và nó thoải mái vào lúc ban đêm thôi. Thì ban đêm thì lâu lâu thì cũng tranh thủ đi dạo với lại đi mua sắm một tí đồ rồi về, thì sẵn đó mình quay lại mình chia sẻ với mọi người.
Thì ban ngày thì nó cũng có một cái nét đẹp riêng, ban đêm thì cũng có một nét đẹp riêng. Giờ ban đêm thì có ánh đèn này lấp lánh nè, cũng đẹp chứ. Cái ngã tư Tân Phong này thì lúc trước á, là nó có cái vòng xoay á mọi người, hay có tình trạng kẹt xe nên nhà nước họ mới làm cái công trình cái hầm đây mọi người, hầm chui vượt qua cái ngã tư Tân Phong này. Bây giờ cái tình hình giao thông ở cái ngã tư Tân Phong này á, rất là tuyệt vời rồi, không có ít có bị kẹt xe lắm. Khu này họ buôn bán rất là nhiều mặt hàng và sầm uất luôn. Đường phố Biên Hòa về đêm thì nó cũng không có nhộn nhịp và náo nhiệt giống như thành phố Hồ Chí Minh cho lắm. Người dân thì sống cũng rất là yên bình ha. Đây là tới đèn xanh đèn đỏ của ngã tư Tân Phong đó mọi người. Ở phía trước mặt chúng ta với phía bên kia là siêu thị Vixi Tân Hiệp. Rồi mình qua bên đây một tí nè. Rồi, bây giờ mình sẽ vào siêu thị Bixi và mình ghé trái nè, ghé trái xuống bãi giữ xe nha mọi người. Chỗ bãi giữ xe mọi người, giờ mình mời cô chú anh chị và các bạn đi cùng mình vào siêu thị Bixi. Hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2020, coi siêu thị Bixi gần tới mùa Noel có bán những gì và như thế nào nha. Mời cô chú anh chị và các bạn theo mình chân mình nha. Đây là cái lối vào từ bãi giữ xe lên siêu thị Bixi. Hôm nay là vào ngày thứ năm mà ở đây rất là đông luôn á. Bây giờ là 8:10 vào ngày 26 tháng 11. Rồi ở đây là bán. Rồi ở đây có bây giờ có thêm cái máy để chơi vui nha. Wow. 10.000 đồng 2 lần gấp, 20.000 4 lần gấp, 50.000 10 lần gấp. Ngạo quá. Cái này mà dẫn con gái vô chơi là chết thích lắm đây. Hôm nay mình cùng vợ mình vô siêu thị Bixi mua ít đồ, sẵn quay chia sẻ một số hình ảnh về siêu thị Bixi vào những ngày gần Noel cho chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn. Giờ mình sẽ lên cái thang máy này đi vào cái tầng 1 tầng 1 của siêu thị Bixi. Đây là cái khu vực bán quần áo này, bán quần áo giá bình dân. Giá 50k, 100k. Rồi ở đây là áo thun là 100k 3 cái. 100k 3 cái. Quần áo 50.000. Đấy, quần này dành cho chị em phụ nữ. Ở phía bên đây là bán cà phê, thương hiệu là Highland Coffee.
với lại coffee. Mình hay cũng hay uống quán, uống ở đây hẹn cà phê với bạn bè này. Rồi bên đây là bán chiên đồ Hàn Quốc ha. Cũng như mỗi khi chưa thấy gì là thay đổi cả. Rồi ở phía trước này thì bán đồng hồ, kia thì bán những cái đồ trang sức đá quý. Rồi khu vực bên đây là bán quần áo nè. Sau khu vực bán quần áo là có cái chỗ mà chơi game, rồi ăn uống KFC. Rồi xe vui chưa? Rồi bán mắt kính nè. Chỗ này bán mắt kính, thắt lưng. Bán túi sách, bóp da. Ở đây là những cái đồ gói xe sinh tố. Cái dịch này bán quần áo sao đây? Tầm giá 100k, 180k. Trời, giá sốc. Giá 70k, 80k, 100k. Khu vực này là khu vực dành cho sau khi mua sắm rồi ăn uống xong rồi cho các bé vui chơi, cho các bé chạy xe này mọi người. Mình cũng hay dẫn con vui chơi. Bên đây là bán đồ chơi cho em, rồi trong kia là chỗ khu vui chơi dành cho trẻ em. Ở kia cây cây quơ. Vợ mình đang mua, đang lựa quần áo để cho mấy đứa nhỏ nên qua để coi vợ mình đi cái gì. Mua gì à? Có bi với thỏ hay không? Em à? Em mặc đồ bằng con à? Bây giờ hai đứa con gái bằng mẹ rồi. Mốt là mẹ với con mặc đồ chung giống nhau luôn. Màu đẹp đấy em. Đẹp á. Màu này tươi nè. Giá là 180k ha. Trăm bê quá trời đồ luôn. Cái áo này thoải mái nè. Thoải mái. Rồi phía bên đây sao? Đây là đồ nữ nha mọi người nha. Cái đồ nữ là 50k. Nói chung là siêu thị Bixi thì bán hàng á, thì mình thấy là giá cả đồ như là cả cái đồ trang sức mình thấy giá cả cũng hợp lý và bình dân, không có phải cao như nhiều cái siêu thị khác. Mình với vợ mình đó ở gần siêu thị Bixi này, đâm ra là cứ cuối tuần hoặc lâu là mua sắm gì là vợ chồng mình hay cái dẫn cái đi vô mua đó, dẫn con cái đi chơi, vừa mát mẻ nè, vừa cái chỗ cho con cái chơi. Rồi bên này mình vừa mua sắm. Thấy cái này đẹp hơn. Thấy cái màu vàng này đẹp hơn. Hợp với em lắm. Hợp quá hợp. Phải, màu vàng này nó hợp với mình nữa. Đây, bên đây là game Kim Phát này. Hồi trước mình cũng có quay một cái video đi dạo trong đây cho mọi người xem nè. Game Kim Phát này, quá trời trò chơi luôn. Hôm nay mình dẫn mọi người đi lang thang dạo khám phá siêu thị PC ha. Đó trời, em bé chơi rồi. Này là chơi này là mình phải mua mẻ cho mọi người nha. Mẻ này mua xu. Đây ồn ào quá. Rồi ở đây bây giờ họ làm cái hồng rồi. Chơi xe này dành cho mấy em nhỏ chơi này.
cứ 10 phút là chứ 10 phút bao nhiêu em? 30 ngàn đúng không? Một vé là 10 phút, 10 phút là 30 ngàn. Dạ hả? Uống thử tham khảo đi. Uống miếng thôi. Cái này chè gì em? Cái này chè gì em? Chị ít phút nha. À, trà mộc trà. Bên em ạ. Trà này bên em nó là trà thảo mộc. 130k hả? Dạ. Trà này thì nó hỗ trợ cho mình như là chống đau đầu, mất ngủ ạ. Giúp mình giảm được mỡ cơ thể. Ngoài ra thì nó còn giúp cho mình mát gan và lợi tiểu ạ. Giảm mỡ trong máu, điều hòa khí huyết nữa này. Thấy ngon. Thanh lọc cơ thể ạ. Trà này nó dễ dùng lắm mà các bé nhỏ có thể sử dụng được luôn anh. Mộc trà. Hôm nay anh mua một ký trà bên em mình sẽ tặng một cái ba lô ở kia đó ạ. Ô, tặng ba lô luôn. Dạ đúng rồi ạ. Mua một gói này tặng ba lô hả? Một ký trà là 2 gói anh ạ. À, một ký là 2 gói. Dạ, tặng một ba lô. Có 500g thôi anh ạ. Đấy à. Mình mua một gói thì anh tặng cho nhiều cái chai đây này. Ngon quá ha. Anh chị tham khảo. Bên đây là ăn uống nha mọi người. Ăn càng nhiều giảm càng sâu. Đang càng tới Noel đó người nên ông ra là có chung nhiều chương trình giảm giá lắm. Đó, những ngày cuối tuần đó 15% giảm 20% luôn. Đó, quá đơn từ 450k. Quá đơn 550k là giảm 20%. Có lẩu này, có đồ chiên này, gà, có mì xào, mì cay nữa. Rồi, combo là 239.000, càng đông càng ngon đây. Tổng giá lỗ 2.000, 2.000 là 139.000 là vừa rồi. Hấp dẫn quá. Đây có cơm chiên bò Hàn Quốc luôn nha. Người nu đồng giá 55.000 luôn. Rồi, sẽ qua đây. Đây khu vui chơi. Chơi cho em. Bán đồ cho em nè mọi người, đối diện với cái chỗ vui chơi. Quần áo cho em giá 35.000, đồng giá 35.000. Còn cái này 35.000 một bộ. Cũng rẻ mọi người ơi, chung là bán giá bình dân nhiều lắm. Thì các em xinh xinh này đang bán giày dép này cho em nè. Đó, họ kết hợp không, bên đây là khu vui chơi. Phía bên đây là bán đồ cho em. Giày đẹp ha. Đang vừa ha. Sao 10k hả? Số 10k là đồng giá hết em. Dạ, dưới đây còn ở trên giày đó nhiêu? Dạ, giá thôi. À, 400 mấy nữa hả? Dạ. Hôm nào anh dẫn con vô đây coi nó lựa. Cứ mình thấy cứ xa xa có một cái shop là nó sẽ có một cái thông. À, giờ trưng bày thông chuẩn bị đón Noel rồi đó. Cái tầng 1 này á, là bán phía chính giữa. Ở đây là bán đèn. Có tiểu xíu lên lầu một xuống. Ở đây bán những cái đồ trưng lưu niệm đó mọi người. Có vòng đeo tay luôn nè. Đây bán cái trời ơi cái cây này đẹp chưa, cái mật động rồi nhé, làm cái mai nè, cái mai bonsai là đẹp không, trời nóng đẹp, một quán và lưu niệm. Đây bán đồ phong thủy mọi người. Rồi giờ tiếp tục lên tầng 2 thôi mọi người ơi. Lên tầng 2 nha. Tầng 2 là bán thực phẩm này, bán cá, bán thịt. Đi, đi bộ dài lên cho nhanh nha. Đi lên cho nhanh chứ cái thang máy này cao quá, đi hơi lâu. Banner chân thành nè, quảng cáo cái sản phẩm gì đây. Ứng dụng giao hàng 3M In.
vào siêu thị Pepsi. Rồi mình lên tầng 2. Coi có bán cái gì giảm giá hay là cái gì mùa Noel này không? Mùa cái này rồi hả? Còn cái này ta, cái này đeo vô được không? Cái này đeo vô trong được không? Rồi cái chỗ gọi em mới có túi chứ, nhiều đồ quá. Đẹp quá. Ừ, có cái mai đẹp chưa? Cái này chắc chuẩn bị Tết luôn quá, chứ lịch luôn. Cái này quay tặng thưởng vậy đó. Hả? À. Bộ xong rồi ngủ với chung bếp hôm nay. À, món ăn. Đã biết cách sử dụng bộ xong à, rồi chung bộ chung. Bản à. Mà mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng nha. Mà, về nhà. Mình sẽ vô trong. Rồi, anh kia có cái thông đẹp quá. Đi kia. Dạ dạ. Sẵn hào. Phía đây anh thấy có thông nhiều quá, qua qua coi thông thôi. Trời ơi, trong đây bán cái thông này chắc chân quá, không biết là bán ở đây không biết nữa. À, cái thông này bán luôn á, chứ không phải chân đâu á. Đây bán đồ đi đón Noel mọi người. Cái thông nhỏ xinh. Cái châu hả? Cái châu chân như thông á. À, treo thông á. Hộp 6 châu là giá 27.900 đồng. Đây bán thông. Đây bán để chân Noel đó mọi người. À, có thông nhỏ nha, có thông nhỏ mini tới thông lớn luôn. Ôi cái thông đẹp luôn, cao to. Cái này mua một lần xài hoài luôn. Khi mình mua cái này về mình chơi Noel xong á là mình dẹp đi. Có thêm mùa sau cái là mình ấy cái tiếp. Sẽ nó còn hoài thôi. Phía bên đây. Bên đây nè, bán thông lớn hơn tí nè. Mùa Giáng sinh cũng cập kề đến rồi, còn khoảng hơn 20 ngày nữa là đến Noel rồi. Năm ra là bây giờ các siêu thị, mình thấy siêu thị Pepsi rồi như các nơi bây giờ đang chuẩn bị để mà trang trí rồi nè, rồi bán những cái mặt hàng mà dành cho Noel năm nay mọi người. Thông siêu thị Pepsi bán thông quá trời luôn. Để coi cái giá nha. Để coi cái giá mấy cái thông này sao ta. Nó không có để giá. Không để giá nên mình cũng không biết giá bao nhiêu rồi. Ê, cũng có một số người đặt hàng trước rồi, để số điện thoại lại. Những cái này là không có để giá, mình cũng không biết giá bao nhiêu đây. Để xuất xứ, để nhà sản xuất không mà. Dây kim tuyến. Tiếp tục mời mọi người đi tham quan tiếp nha. Bao nhiêu cái dây này, dây kim tuyến giá 10.900. Bán quần áo già Noel cho các bạn nhỏ. Đây là phía đó bán đồ chơi, xà tăng, xi nhăng, xe hơi nè, xi nhăng, bán đồ chơi. Cái đó bao nhiêu em? Gần 100 mốt. Ồ, cái này mình bán hàng ngày, mình bán yến hàng ngày, mình tặng này. Yến này tặng hàng ngày, nó tặng nhiều nha. 100.000 cái này. Bán đồ chơi quá trời. Cái khu vực bên bây giờ mình sẽ ở khu vực bán súng nhà bông, khăn. Rồi cái này là bán chảo. Có chị chảo luôn. Giá 99.000, 129.000, 155.000. Nhiều đồ quá luôn. Một quán song thao chảo rồi. Cứ vô lựa thoải mái xong rồi ra quậy tính tiền thôi.
ga chữa cháy này là mức bán hay là để đây để phòng cháy à, bán luôn rồi, bán bình cá, bình ga, bình chữa cháy luôn nè. Nếu anh em mà ai có mua ra đây mua được. Khu vực bên đây là bán những cái đồ mà dao thớt rồi nè, cạo da bào, thấy giá cả nó cũng bình dân lắm, hợp lý. Đây là thớt nè, nhà mình cũng nên mua cái thớt đi em. Thớt, mua cái thớt cái nhỏ vừa vừa xài. Coi cái gỗ nào được mua, chắc mới mua một cái đi mà xài. Mắc nhất là một cái loại 199.000 hả? Ở đây mắc nhất là cái quầy thớt này, mắc nhất là 199.000 cái quầy này. Cái những cái quầy khác thì không biết. Đây là bán khăn các loại. Giá là 44.500 đồng. Cái loại cao cấp hơn thì 199.000. Rồi đây là những cái thảm gấp chăn này. Rất nhiều mặt hàng luôn ha. Đây là bán những cái thú nhồi bông nè. Giá 99.000, 64-65.000. Cả bóng đá, bóng đầy các loại. Rồi bên kia là bán những cái cuối đường, là bán cái vali, túi sách. Phía bên đây khăn. Bán khoác. Giờ mình sẽ xuống quầy thực phẩm với hạt bán trái cây. Coi bán những cái gì ha. Bên đây có bán cái xe cho chạy mấy đứa nhỏ ngồi. Xe là sao mấy đứa 30 tháng, 60 tháng rồi. Quầy bên đây là bán dầu ăn, nước tương, dầu kích đi, phô mai ha. Thêm đây là bán bột ngọt, hạt nêm. Bán dầu ăn lớn. Dầu ăn 5 lít giá 179.600 đồng. Có hai hãng, hãng Mizam với hãng Cúc Kim. Rồi, đây là bán quầy bánh kẹo. Có những quầy thực phẩm trái cây thôi, có gì không em? Đây là khu bên đây bán sữa, bán mì gói, quá trời mì luôn. Món khoai khẩu ăn hàng ngày luôn. Đây là quầy thực phẩm này. Giá nè mọi người. 4 cái bánh bao, 4 cái bánh bao, bánh muối, giá 66, 55, 79, 26, 55. Kim chi cải thảo này. Cái này họ đóng gói sẵn hết rồi nè. Chỉ gì vậy, chỉ mở ra mà ăn thôi. Đây cũng là bánh kim chi Hàn Quốc luôn á. Kim chi chai, kim chi thập cẩm nè. Cái 36.000. Đây là quầy sữa nha. Coi sữa bán gì đây.
tươi sống này. Đây. Bên đây là bán đồ bằng lạnh, hải sản. Bông đuối giá này. Đầu cá hồi ngon quá trời. Đây là bán cá hồi, bán cá hồi con luôn. Cá hồi con 189.000 một ký. Tiệm quá ha. Qua đây thịt đây. Thịt 162.000. Tại sao 6.000 đường năng. Rồi bán cái đùi gà luôn. Gạo họ làm thì đẹp ha. Gạo ngon, gạo lon thơm, giống nhục. Và cái đầy bán hoa, bán đậu các loại, hoa đẹp quá. Thiệt lan giả đi à, lan giả nhưng mà lan nhựa. Bên đây là bán bưởi có giả em, hoa lan là giả thiệt mà giả vậy. Hồ điệp một cánh 160k thiệt không hả? Thiệt cũng thiệt, mèo đồ hàng thiệt không thiệt. Sợi ghép đẹp bánh chuối nữa mà. Chuối. Chuối một nải là 26.000. Em nửa nải 26.000. 23.000 tùy loại. Rồi. Hôm nay mình đã dẫn quý cô chú anh chị và các bạn tham quan hết một vòng rồi. Siêu thị Bixi nha. Rồi chắc mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp quý cô chú anh chị và các bạn trong những video sắp tới. Nếu mọi người yêu quý cô chú anh chị và các bạn thấy hay và hữu ích thì cho mình một nút like, đăng ký và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn trong những video tiếp theo. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.